Có thể nói việc khai sơn lập hướng hay còn được biết đến là xây dựng mới căn nhà luôn là vấn đề được các gia chủ đặc biệt quan tâm. Bởi không phải hướng nhà nào trong năm nay khi mà xây dựng nên thì sẽ đón được vượng khí, cát khí, tài lộc. Nếu việc khai sơn lập hướng sai không đúng phong thủy sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và vượng khí ngôi nhà, dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu tới các thành viên sinh sống trong căn nhà đó. Nếu nhẹ thì sẽ dẫn tới gia đạo bất an, sức khỏe, tài lộc giảm sút. Nặng hơn thì sẽ dẫn tới gia đình ly tán, mất đinh trong nhà. Và việc khai sơn lập hướng sẽ phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là phụ thuộc vào tuổi của gia chủ và trạch đất xây dựng. Để quý gia chủ có thể hiểu rõ hơn về việc khai sơn lập hướng mới cho từng tuổi, chúng tôi đã làm một chuỗi các video giúp các gia chủ biết được các phương hướng xây dựng phù hợp, mang lại cát khí, vượng khí và tài lộc cho từng mệnh chủ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về năm mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi tiến hành động thổ để xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó có được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được rộng mở hơn nữa. Về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ, khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Mệnh chủ tuổi Dần sinh năm 1974, nạp âm ngũ hành là đại khê thủy, phần lớn là người trung thực, cả đời lợi quan cận quý, vật chất đủ dùng. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là quan tinh, năm nay sẽ gặp các loại thách thức và cạnh tranh, cũng sẽ có sự mở rộng sự nghiệp và cơ hội để thăng chức. Người làm kinh doanh thì cần cẩn thận các phương tiện về thuế để tránh phiền toái, nên cẩn trọng nhiều về vấn đề giấy tờ, các điều khoản trong hợp đồng nếu như muốn mở rộng kinh doanh, hoạt động buôn bán của mình. Giáp Dương Mộc gặp Canh Dương Kim là thiên quan, nghĩa là bản thân bị khắc xuất. Thân bị khắc, những người tuổi Giáp Dần cẩn thận thị phi hoặc lãnh đạo áp chế, dẫn đến tinh thần gia chủ bất ổn, thị phi quấy phá cản đường. Phúc tinh giáng chiếu, bản mệnh nhận được sự phù trợ, mọi chuyện diễn ra hanh thông thuận lợi. Nam mệnh sinh năm 1974, năm nay 47 tuổi, gặp thổ tú chiếu mệnh, dễ dàng xuất hiện nhiều tranh chấp kiện tụng, phải cẩn thận các loại về vấn đề giấy tờ liên quan, lưu ý hợp đồng liên quan tới tiền, không cùng người khác lấy tiền làm bảo. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới thì cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 47 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay. Trong năm này, mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ là 47 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay 2020 Canh Tý theo cách tính tam tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất của nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới sẽ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất của nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu, phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Tế Thiên lại viết: vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất.
Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí, các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng cũng như tu tạo sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này chúng ta không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như là long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận, hợp long, phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, tuy nhiên cần chú ý khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà mình, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà. Nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh. Với nam mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt là Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diêm niên, Tây Nam sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông tứ trạch là Nam họa hại, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ và Đông Nam là tuyệt mệnh. Hướng Bắc gồm ba sơn nhâm tý quý, có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý, tọa phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây bới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng, xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này sẽ thuộc Đông tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ. Mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên sẽ cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu có muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy May mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi.
Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đình. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng nam gồm ba sơn bính ngọ đinh có giải độ số từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ Giáp Dần sinh năm 1974 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc đông tứ trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phủ đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ sinh năm 1974 nam mạng sẽ rơi vào trường hợp thứ ba là đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần phải chú ý trong khi xây dựng, cần phải mượn được tuổi hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng sàn động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn thương trạch đất giúp ấm long vượng địa mang lại bình an, may mắn, cũng như là tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì nam mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 xây nhà hướng này, hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Giáp Dần sinh năm 1974 đang ở nhà hướng bắc thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng đông gồm ba sơn Giáp Mão Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Còn đối với nam mạng Giáp Dần sinh năm 1974 mà xây nhà ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ vị thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với nam mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi.
đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây gồm 3 sơn, canh, dậu, tân, có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh tọa hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch, hợp hướng được xem niên. Đây là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Tiếp theo là hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Càn Hợi có giải độ số theo la bàn từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị, hướng Hợi, phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Về hướng Đông Bắc thì gồm 3 sơn Sửu, Cấn, Dần có giải độ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì Dần phạm phải Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch, hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dừng tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh sẽ rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bản luận bên trên, là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc.
Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng đông nam gồm ba sơn thìn tốn tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ long biến vận, không nên xây mới nếu xây chọn tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đêm chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Mệnh chủ nam mệnh giáp dần sinh năm 1974 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tâm tứ trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi của mệnh chủ giáp dần sinh năm 1974 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận, kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì sẽ chọn năm khác đắc vận, đắc long, đón thiên khí, vượng khí để tiến hành xây dựng. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầm mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng tây nam gồm ba sơn mùi khôn thân có giải độ số theo la bàn từ 202,5 cho tới 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh xây nhà và ở hướng này thuộc tây tứ trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tự có là chấn chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng lên, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty và nhà hàng. Do nhà hướng này kết hợp với tuổi gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì gắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu như hướng này xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bủa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ chấn trạch hoa mai chấn sát kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020.
để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi, cũng như là những vấn đề liên quan tới phong thủy. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Giang Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.